Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với tài năng nhí đầu tiên. Wow. Biệt tài tì ham. Bé Hà Vi, hình như bé này là ở trong cái đội hình chung với Buka hay sao á. Bậc thầy biết quá đó chị. Con bé nó đẹp quá. Cái mặt rất là fashion nha. Cái mặt này mà lớn lên mà đi làm người mẫu á. Mặt người mẫu chứ mặt hoa hậu nha, mặt model. À đây là thời trang. Còn cái mặt của em là mặt hoa hậu nè. Cái mặt của em là mặt livestream em. Livestream. Nha cưng nha. Rất hợp nha bé Sam. Bán hàng online, nào còn đợi gì nữa. Mọi người ơi, mọi người ơi. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với menu của chương trình luôn nha. Bé Phạm Nguyễn Hà Vi, trang điểm, mẫu nhí, thiết kế tóc, stylist nhí và đáp án khác. Với gương mặt này thì gợi ý nào cũng vô nha. Căng ạ. Khó giống quá. Như anh Thành nói, gương mặt của bé rất là fashion. Cô bé có thái độ lắm á. Biết cách biểu cảm trước ống kính. Thì cả tạo dáng tốt luôn. Vậy trong cái đó thì em thấy là cái mẫu nhí là hợp nhất á. Mẫu á, mẫu hợp á. Mẫu nhí. Hồi nãy tôi thấy súng hai cái răng. Tôi chợt nhớ cái điều này, hồi nãy khi tôi coi cái clip tôi thấy bé phát âm giọng Bắc. Mà tôi biết là bạn thân của tôi, người mẫu Xuân Lan, có một cái lớp dạy các em người mẫu ở ngoài Hà Nội. Không biết có phải là bạn này là học trò của La La hay không? Có thể lắm. Còn Muka? Em thích Trung Thu, thích Trung Thu, em thích Trung Thu, em thích Trung Thu. Đâu cần phải nhận lên nhé, anh này. Em nhạc chủ đề của Muka. Em thì em nghĩ là chắc bạn này là biết trang điểm. Tại vì hồi nãy là bạn được người khác hóa trang. Đúng rồi. Có thể là chương trình lừa mình là bạn tự biết trang điểm, một tài năng của bạn. Nhỏ mà biết trang điểm là một tài năng giỏi mà. Con này gọi là Dương Đông Kích Tây. Có thể. Đúng. Bây giờ làm sao ta? Em nghĩ là trang điểm đó. Anh Huy có đồng ý với em không? Không em, đồng ý. Em là bậc mẫu nghi thiên hạ. À không, nữ nhi của thiên hạ. Anh chỉ là một người trợ lý thôi. Dạ. Em chọn cái gì vậy? Trang điểm. Trang điểm à? Đó là một cao kiến. Chúng tôi quyết định nghe bên kia trước. À chị Thiến. À chị Thiến. À chị Thiện. Cái gì? Chị Thiện. Sao? À bây giờ anh thấy mẫu nhí em thấy thế nào? Em cũng thấy là mẫu nhí á. Đội chúng tôi thì anh em rất là hòa thuận. Không có gì phải tranh cãi cả. Và chốt đáp án là mẫu lùi nhí. Lùi la bàn ra. Mẫu nhí à? Mẫu đúng. Nhí. Hãy lôi la bàn ra. Con đội. Nhắc hiệu. Thấp cẩm. Nhất trung thư, nhất trung thư. Nhân đi chơi, nhân đi gấp ngược bừng. Sao nó mới kêu cái tên gì kìa? Thấp cẩm. Thấp cẩm. Cái gì? Kêu em gì? Bánh trung thu thấp cẩm. Thấp cẩm đó. Trời ơi. Từ đây về sau, chứng minh nhân dân phải đều lại Nguyễn Kiều thập cẩm thơ. Ok, em giữ thật vô. Bây giờ nè, em nghĩ là mình sẽ chọn trang điểm là tài năng của bé. Anh Huy có đồng ý với đáp án của Buka hay không? Bé đâu đó. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tài năng nhí Hà Vi. Trời ơi.
Hà Vi ơi. Dạ. 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 Hà Vi, con giới thiệu về bản thân mình cho mấy cô chú ở dưới nghe nha. Dạ. Con mấy tuổi rồi? Con 6 tuổi rưỡi. 6 tuổi rưỡi. Và tài năng của con ngày hôm nay? Tài năng của con ngày hôm nay là make up. Wow. Make up là dạ, trang điểm đó, đúng không? Trang điểm đúng không con? Dạ. Trang điểm, nói trang điểm đi con. Vâng ạ. Mà ngày hôm nay là con đến là con make up cho ai vậy nè? Con make up cho cô Nhi. Cô Nhi hả? Cô Nhi đâu? Vậy thì mình mời cô Nhi ra sân khấu nha cô Nhi ơi. Vậy bây giờ con bắt đầu nha Hà Vi nha. Vâng. Hôm nay con sẽ make up về chủ đề mùa đông ấm áp. Mùa đông ấm áp. Đầu tiên mình sẽ dùng kem dưỡng da. Kem dưỡng da có tác dụng làm mềm da. Trời ơi. Để trên mu bàn tay nè chứ nha, chuyên nghiệp lắm nha. Khi mùa đông mình bán kem dưỡng da thì mình đi ra ngoài mùa đông mình sẽ không bị khô da. Đúng rồi. Hay quá. Chấm đúng điểm luôn. Đó là những quyệt trên gương mặt á. Anh này. Đúng rồi đó. Bé nó test đúng quyệt đạo rồi đó. Rất nhẹ nhàng nha, nâng niu làn da luôn. Sau bước dưỡng da thì mình sẽ dùng che khuyết điểm. Che khuyết điểm. Vì người lớn hay thức khuya xem điện thoại. Ý thức khuya livestream bán hàng được không con? Quay qua chết cho cô Sam. Như thế cô có quầng thâm mắt. Đúng rồi. Mình sẽ dùng che khuyết điểm màu cam mình bôi vào quầng thâm mắt. Màu cam. Cô nhìn lên đi. Wow, mắt bị thâm á thì dùng màu cam. Mắt bị bầm dùng màu gì con? Mắt le sang màu gì con? Tiếp theo mình sẽ đánh nền. Kem nền hay quá. Kem nền làm cho da mịn hơn và đều màu da hơn và sáng da. Con ơi, bây giờ cái kem nền mình trộn vô tay rồi mình xoa mình ập cái mặt ra hay sao? Mình sẽ dùng cọ này. Giống quết mật ong nướng cánh gà quá ha. Đó, đánh nền bước quan trọng nè. Cháu nó làm như thế cơ mà. Trời ơi, chuyên nghiệp như đó, tới dùng mắt cái nhẹ lại đây. Mắt là phải nhẹ lại. Cái kéo mà xệ mắt của cô thì cũng được. Con ơi. Dạ. Con make up được bao lâu rồi? Con học make up được bao lâu rồi? Con học từ 4 tuổi. Học từ 4 tuổi, bây giờ là mấy tuổi rồi? Dạ. 6 tuổi rưỡi. Kinh nghiệm 2 năm trong nghề rồi đó. Giữ 2 năm trong nghề là giữ. Thế là thâm niên cao rồi đấy. Trong make up và bước nền này là quan trọng lắm luôn á. Bước nền là quan trọng lắm, em make up cũng như vậy. Bước nền của em á, thì em make up là 2 tiếng đồng hồ. Thì bước nền của em phải là 1 tiếng. Trước khi ngủ em có dặm lại không? Ngủ... Ta sẽ dặm đều kem nền để kem nền bám chắc vào da. Dặm lại để kem nền bám chắc vào da. Phải dặm cái kem nền cho nền. Dặm nền. Đây là cái khuôn dặm nền. Dặm nền cho nó chắc. Tiếp theo mình sẽ đánh khối sáng. Đánh khối sáng. Mình sẽ dùng cọ này. Cọ đấy là cọ tên gì con nhỉ? Cọ đánh khối sáng. Cọ đánh khối sáng, thông minh thế. Ôi dồi, đánh khối sáng, dùng cọ đánh khối sáng nhá. Mình sẽ đánh khối sáng các vùng chữ T. Chữ T. Vẽ hình tam giác ở dưới mắt và hình chữ V ở dưới cằm. V ở dưới cằm. V ở trên trán, hai chữ A hai bên, V dưới cằm. Sau đó mình sẽ dùng mút mình dập. Dậm cho móng chắc hơn. Dậm nữa. Mình dậm tiếp. Bằng tay hay là bằng bông? Bông. Bằng mút. Bằng mút chứ không phải bằng bông nha chú. Bằng mút nha. Các bác ơi, bằng mút nha. Tiếp theo mình sẽ dùng phấn phủ bột. Phấn phủ bột. Phấn phủ bột làm cho kem này không bị trôi. Đó. Xong cái quét vôi này thêm lớp vẹt ni nữa là ngon. Cô Nhi thì cũng xinh đấy. Đúng rồi, da cũng đẹp nữa.
Vì cọ to quá mình không thể đánh ở phần nhỏ, mình sẽ dùng bơm mình đánh một phần nhỏ. Sau khi mình phủ phấn xong thì mình tới bước gì ta? Biết lót, đến lượt là lót mắt, xong mình sẽ đánh màu mắt. Mình muốn đánh màu gì cũng được hết hả con? Hôm nay con đánh chủ đề mùa đông màu ám nên con sẽ dùng màu... Trắng. Trắng. Xanh. Màu... Nâu. Màu... Vàng. Cam. Hồng. Tím. Đỏ. Đỏ. Màu... Lên ăn cái hộp màu đi. Lên ăn cái hộp màu đi. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ nhũ. Trời ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng. Màu nhũ nha các anh chị. Nhũ. Màu nhũ. Phải có nhũ đó. Phải có nhũ. Cái đi tay không cọ đi tay rất chuyên nghiệp. Con ngón út nè, kề bơ má đàng hoàng. Đấy, bây giờ vô nhũ rồi nè. Đó. Mình sẽ đánh nhũ ở phần đầu mắt. Đầu mắt. Hay quá. Con ơi, kiểu trang điểm này mình đi dạo phố hay là mình đi dự tiệc con? Anh đi mùa đông. Đi vào ngày mùa đông. Chỉ đi được đâu ngày mùa đông thôi. Mùa đông thôi nha, mùa hè cũng được. Ừ. Đến kẻm, kẻm mắt. Để rồi mình sẽ làm eyeliner. Để trời là... ơi, eyeliner này là khó vẽ lắm nha. Em là vẽ không được luôn á. Đúng rồi á, eyeliner khó vẽ lắm á. Eyeliner làm cho mắt to hơn. Wow. Rất khéo tay nha. Đến lượt là kẻ lông mày. Mình sẽ chấm vào màu nhạt. Từ má hồng. Cô cười lên. Cười lên. Cô lo sao cười được con. Cô lo lắm. Wow. Ôi xinh hơn rồi đó. Không phải ra mùa đông rồi đó. Không phải đùa đâu. Lông mi giả. À còn viên xà nữa à. Chuyên nghiệp. Trời ơi, cái này người lớn dán còn đôi khi khó nha. Wow. À, giỏi à. Ra nét rồi, ra nét rồi, nét rồi. Mới thấy cô Như thở phào nhẹ nhõm đó. Còn con nữa cô Như. Còn con nữa. Cô Như ơi, dịu chú anh Đức không? Anh lúc nào cũng vậy, em thấy đi chương trình nào anh cũng đã thấy em nó đẹp. Anh Đức hết trơn á. Em nó đẹp, thấy nó ngoan hiền, định giới thiệu cho bạn thân. Cuối cùng là đánh son. Mình sẽ dùng son dưỡng môi trước để làm cho môi không bị khô. Bây giờ mình sẽ đánh son đỏ cam. Ai cam đỏ. Xong cho cô Nhi. Cảm ơn con. Eo xinh thế. Trời ơi đẹp quá, đẹp luôn. Ai dạy con trang điểm vậy? Dạ mẹ. Ừ giỏi quá. Nhưng mà bây giờ là hồi nãy là cô với chú Huy đoán đúng tài năng của con là make up. Còn chú Thành với chú Thiện là đoán sai. Vậy bây giờ con có muốn phạt chú Thành chú Thiện bằng cách con make up cho chú Thành chú Thiện luôn không? Con phạt cho chú Trấn Thành và chú... Chí Thị. Trấn Thị là người thắng sẽ make up cho người thua. Nhìn vào hướng hướng vô điện ai? Con thật là dễ thương. Thiết nghĩ thời lượng chương trình có hạn, chúng ta hãy tiếp tục đi nào. Đây. Lấy là chúng ta phải đợi bao nhiêu thời gian nữa để kết lại để có thể tiếp tục. Đúng rồi. Không,
hãy vì tất cả những khán giả tại trường quay, đợi mọi người, cha mẹ già ở nhà, còn mẹ anh Xin ơi, anh chị em ở nhà, anh Xin, xe buýt 11 giờ sẽ hết chuyến, anh Xin, thôi là những người ở xa, anh có hai sự lựa chọn. Sao cân? Đầu tiên là anh cử hai người lên đây cho hai tay make up, còn không anh được quyền bán cái chí thiệt lên thôi, anh chọn phương án nào? Em thật là hiểu anh, hiểu. Anh mình phải hết lòng với game show. Đúng, em với anh cùng lên hả? Quỳ nó muốn một người, Quỳ không cần đâu, còn người còn lại làm gì? Quỳ nó muốn một người. Đây nè, đúng rồi, miếng nhũ đi, cái này nhũ nè. Không giờ rồi, Quỳ ngủ đi Quỳ. Bây giờ còn 4 người nữa, em đánh má hồng cho anh đó hả? Dạ, em làm đẹp mà. Anh thấy một cam hả? Em nói làm xấu nhưng mà em cố tình muốn làm đẹp cho anh. Cái mặt này anh để đến cuối chương trình luôn á. Thì để luôn, đẹp mà. Anh Thành, anh đang làm gì cho anh vậy? Mặt tôi giống mẹ cám chưa? Hết vẫn quá trang em Halloween rồi anh ơi. Buka, để tình đồng đội em ơi. Em ơi Buka ơi, anh cũng làm cái việc với em nhiều số mà. Hết giờ, hết giờ. Bây giờ. Không, anh dễ thương. Fashion show. Anh dễ thương. Ok, hey. Show thời trang Thu Đông. Xin mời. Let me take a selfie. Đẹp quá. Đẹp dễ thương. Với số lượng son phấn trên mặt, chú thiết nghĩ là con cũng đã thuộc về đội của chú rồi đúng không con gái? Chú với chú Trấn Thành đã hy sinh bản thân mình chỉ để con về đồ của hai, cho hai chú thôi đó. Đâu, tại vì chú với chú Trấn Thành đoán sai rồi. Không đó. Hiểu gì về con hết. Bây giờ cái con bé nó chỉ làm một động tác nhẹ là tôi hiểu tình cảm nó dành cho tôi rồi. Về coi gương đi. Trời ơi, buông ra. À ha, đêm nay ai cũng cho em là xinh nhất nơi đây. À đẹp xinh trong đêm khiêu vũ em như bừng sao sáng xa khơi à sáng ngời. Anh còn đẹp á, đẹp vẻ anh như là thần long giáo chủ thiên địa hội vậy. Trời ơi trời, trời đất ơi, đẹp mà đúng không con, đẹp đúng không, thần long giáo chủ thiên địa hội nè. Con thấy đó chú Huy với lại cô Buka cũng đã nhiệt tình make up. Con thấy có đẹp không? Con hỏi, chú hỏi con nè. Con về chơi đội chú á, là cô Harry Won sẽ chỉ con make up kiểu Hàn Quốc. Đó. Con biết make up kiểu Hàn Quốc chưa? Chưa biết con make up. Con biết rồi. Em không hỏi, biết gì không hỏi. Con gái nè, con muốn về đội của ai nè? Rồi quyết định của con là chú Ngô Quyền Huy. Khoan. Từ đầu, từ cái chỗ mà không là em đã biết. Khoan, nhưng mà cái tâm lý gì, tại sao nó nhìn về đội từ đúng tôi rồi. Mà miệng nói Ngô Kiến Huy. Nó như một cái sự dằn mặt. Con chọn Ngô Kiến Huy rồi chú. Rồi chú làm gì con? Giờ kêu bình chọn, kêu bình đi, chọn, kêu bình chọn. Con ơi, con nhìn vào cái máy đó nha con. Bây giờ con nói là con tên là, con tên là gì? Con tên là Phạm Nguyễn Hà Vi. Hãy bình chọn cho con. Con rồi. Cho ai có cái gương với cái khăn gì cho tôi trở lại hình người coi.